vòng vây các cầu thủ Philippines, Công Phượng đang có bóng, anh di chuyển và đột phá qua hai cầu thủ đối mặt, dứt điểm vào. Bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Xin chào các huấn luyện viên, tôi là siêu cò FIFA Live 4 và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho các huấn luyện viên bộ hồ sơ cầu thủ do chính tôi thu thập. Nó sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về những cầu thủ trong FIFA Live 4 để có thể ký những bản hợp đồng chất lượng có khả năng nâng tầm đội bóng trong mơ của bạn. Cầu thủ đầu tiên tôi mang đến cho bạn chính là Messi của Việt Nam, Nguyễn Công Phượng. Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 ở Nghệ An. Anh cao 1m70, nặng 67 cân. Hiện anh đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển bóng đá Việt Nam. Giống như bao cầu thủ Việt Nam khác, Công Phượng theo đuổi ước mơ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ khá sớm. Công Phượng ngay lập tức nhận được sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì phong cách chơi đầy kỹ thuật và đẹp mắt. Anh được ưu ái tặng cho biệt danh Messi của Việt Nam. Trong FIFA Live 4, Công Phượng được lột tả khá giống ngoài đời với điểm mạnh cực kỳ dễ nhận ra, đó là tăng tốc 91, tốc độ 92, dễ bóng 92 và giữ bóng 90. Anh rất nhanh, thật khó để mà bắt kịp anh khi siêu xe đã nổ máy. Khả năng tăng tốc của anh làm tôi liên tưởng đến Kylian Mbappe, Messi của mùa NHD hay Neymar. Anh có 4 sao kỹ thuật tuy chưa đạt đến tầm thánh quẩy như Ronaldinho hay Neymar nhưng vẫn giúp anh tạo đột phá vào những kỹ thuật cơ bản. Công Phượng là một cầu thủ gây khó chịu cho đối thủ ở cả hai bên cánh lẫn vị trí hậu công. Công Phượng chạy rất nhanh và dây bóng rất dính chân. Đối thủ sẽ rất dễ mất bình tĩnh khi gặp Phượng liên tục quấy rối hàng phòng thủ bằng kỹ thuật cá nhân của mình. Công Phượng rất thông minh và rất chịu khó chạy chỗ. Anh di chuyển không bóng khá hay và thường xuyên là trung tâm của những đường truyền của đồng đội. Hơn thế nữa, với thể hình nhỏ cùng trọng tâm cơ thể thấp, việc luồn lách giữa dòng đời đối với Công Phượng là chuyện nhỏ. Nếu không thể dùng tốc độ, Công Phượng hoàn toàn khả năng dùng khả năng di chuyển lắt léo của mình để giết chết hàng phòng ngự đối phương. Một trong những điểm yếu Công Phượng ở cả trong game lẫn ngoài đời chính là khả năng dứt điểm của anh. Khả năng dứt điểm của Công Phượng không quá sắc bén như các siêu sao như Messi hay Ronaldo. Các huấn luyện viên cần phải cực kỳ nắn nót cho những pha dứt điểm của anh. Điểm mạnh của Công Phượng không phải là những pha tạt bóng bổng. Khi đang ở cánh, bạn nên lợi dụng kỹ thuật của Công Phượng, đột phá vào bên trong để ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội. Cũng như Neymar, Messi, sức mạnh không phải là điểm mạnh của Công Phượng, nên anh sẽ gặp vấn đề trong những pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh bị lu mờ hoàn toàn nhờ chỉ số thăng bằng tận 95, khiến Công Phượng có đủ sức trụ để tung ra cú dứt điểm hoặc đường truyền trước khi đẩy ngã trong một số trường hợp. Mặc dù đôi khi điều này mang lại bất lợi nếu huấn luyện viên muốn câu penalty. Để khắc phục nhược điểm này của Công Phượng, tốt hết huấn luyện viên nên cực kỳ cẩn thận tránh va chạm với cầu thủ đối phương. Công Phượng đánh đầu kém, nếu Công Phượng ghi bàn bằng đầu thì tất cả đều nhờ khả năng chọn vị trí của anh mà thôi, vì anh chọn chỗ rất thông minh. Nếu bạn là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì đừng đắn đo nữa mà hãy ký hợp đồng với Công Phượng ngay đi. Chỉ cần tập cách khắc phục nhược điểm của anh thì bạn đã có cho mình quân bài có khả năng tạo đột phá cực cao, đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu. Công Phượng có thể lực không quá tốt, nhưng với vai trò siêu dự bị, chắc chắn Công Phượng sẽ làm nên chuyện cho đội bóng trong mơ của các huấn luyện viên. Và giá trị tinh thần mà anh mang lại cho bạn chắc chắn là vô giá. Tôi xin đánh giá Công Phượng 8 trên 10. Và chắc chắn rồi, khi đã có Công Phượng trong đội hình, những ngày huấn luyện viên hãy tin tưởng rằng trận đấu chỉ có thể mang lại kết quả thắng chứ không thể nào hòa được. Rất cảm ơn các huấn luyện viên đã theo dõi hồ sơ của tôi về Công Phượng. Nếu bạn muốn tôi theo dõi và đánh giá cầu thủ nào, hãy để lại lời nhắn bên dưới comment. Tôi là siêu cò FIFA Live 4 và hẹn gặp lại. We'll be right back.